Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Sai lầm nguy hại sức khỏe, khi dùng hoa đậu biết làm nước uống, không phải ai cũng biết. Hoa đậu biết nổi tiếng là loại hoa giàu chất chống oxy hóa, nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng sự thật là không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại hoa này hoặc uống chúng không đúng cách khiến bạn rớt họa vào thân. Theo lương y Bùi Hồng Minh, mọi người đừng thần thánh hóa công dụng của hoa đậu biết, chỉ nên coi chúng là đồ uống cải thiện sức khỏe lạm dụng có thể rước bệnh vào thân thời gian gần đây nhiều người nói về tác dụng của hoa đậu biết như thần dược trong chuyện chăm sóc sức khỏe hỗ trợ trị bệnh tiểu đường giảm cân làm đẹp da khiến không ít người hiểu lầm rằng chúng là bài thuốc trị bách bệnh thậm chí quên luôn loại hoa này nếu được sử dụng quá liều lượng có thể gây hại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho sức khỏe tác dụng của hoa đậu biết lương y bùi hồng minh phó chủ tịch hội đông y ba đình hà nội cho biết đậu biết còn được gọi là đậu hoa tím Bông biết là một loài cây leo thân thảo, sống nhiều năm. Trong y học cổ truyền, hoa đậu biết có thể được sử dụng để kiểm soát mồ hôi, lợi tiểu, giải độc cơ thể và từ đó giúp làn da được mềm mịn, căng bóng hơn. Đồng thời, trà đậu biết còn là một trong những loại nước uống giúp cải thiện lượng đường trong máu, ngừa bệnh tiểu đường. Nghiên cứu khoa học cũng cho thấy trong hoa đậu biết có chứa chất proanthocyanidin, chất này có tác dụng cải thiện hệ thần kinh trung ương, cải thiện lưu thông máu và tăng cường trí nhớ đồng thời chứa hợp chất anthocyanin có tác dụng giúp cơ thể tăng sinh collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi của da. Dù vậy Lương Y Bùi Hồng Minh cho rằng mọi người không nên thần thánh hóa công dụng của hoa đậu biết mà chỉ nên coi chúng là món đồ uống hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Thậm chí hoa đậu biết khi bị lạm dụng, sử dụng sai liều lượng thì có thể khiến người dùng rước bệnh. Dưới đây là danh sách 5 đối tượng không nên hoặc chỉ nên hạn chế dùng hoa đậu biết do chuyên gia khuyến cáo. Người bị huyết áp thấp, đường huyết thấp theo lương y hồng thúy hằng hội đông y cà mau trong y học cổ truyền hoa đậu biết có tác dụng làm giảm trị bệnh âu lo chống trầm cảm an thần lợi tiểu giải nhiệt làm dịu và săn da tuy nhiên chúng lại mang tính hàng có thể gây lạnh bụng do đó những người có tiền sử huyết áp thấp và đường huyết thấp không nên dùng nhiều kẻo gây ra tình trạng choáng váng và chóng mặt buồn nôn phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc đang mang thai Bác sĩ Nguyễn Hữu Minh, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh ung bướu tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết Nghiên cứu khoa học cho thấy hoa đậu biết chứa rất nhiều an thọ cyanin. Đây là hợp chất chống oxy hóa, có thể góp phần phòng ngừa bệnh ung thư cho con người. Song mặt trái của nó lại là gây ức chế tính ngưng kết tiểu cầu, làm giãn cơ trên mạch máu. Thúc đẩy sự co bóp tử cung nên không nên dùng trong các trường hợp phụ nữ có thai hoặc đang hành kinh kẻo làm ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe. Người đang dùng thuốc chống đông máu, cũng bởi hoa đậu biết chứa nhiều chất an thọ cyanin nên có thể làm ngưng kết tiểu cầu chậm đông máu, khiến thuốc mất đi tác dụng. Do đó, theo các bác sĩ chuyên khoa, người đang có vấn đề về khả năng đông máu, đang uống thuốc chống đông máu thì nên tránh dùng trà hoa đậu biếc. Người cao tuổi, trẻ nhỏ. Bác sĩ Minh cho biết, đối với những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền mạng tính việc dùng thêm bất cứ thực phẩm chứa hoạt chất an thọ như hoa đậu biếc cũng cần phải thận trọng. Ngoài ra, cơ thể của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh vẫn còn non yếu chưa hoàn thiện nên không phù hợp để sử dụng loại trà hoa này khi có lẫn hạt. người đang điều trị bệnh, người sắp phẫu thuật, người đang điều trị bệnh cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. người sắp phẫu thuật dù tiểu phẫu hay đại phẫu cũng không nên dùng hoa đậu biết đến khi sức khỏe hồi phục có thể sử dụng trở lại theo sự tư vấn của chuyên gia. theo giới chuyên gia, một số sai lầm dưới đây có thể khiến đậu biết phản tác dụng: pha trà hoa đậu biết bằng nước quá nóng. nhiều người nghĩ trà đậu biết càng được pha nóng thì càng thơm ngon. Nhưng sự thật là nước quá nóng sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của trà và chất lượng của đậu biếc. Hơn nữa nước nóng còn ảnh hưởng đến thực quản, hệ tiêu hóa và răng lợi. Nhiệt độ thích hợp để pha trà là khoảng 75 độ C, tức là nước đun sôi để nguội khoảng 10 phút. Sử dụng quá nhiều hoa đậu biếc trong ngày, trà đậu biếc không nên sử dụng nhiều vì chúng có chứa caffeine, có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, khó tiêu, tăng nhịp tim, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mỗi ngày chỉ nên uống một đến hai tách trà hoa đậu biết được pha vừa phải sử dụng hoa đậu biết cho bà bầu trẻ nhỏ bà bầu và trẻ sơ sinh là đối tượng được khuyến cáo không nên dùng hoa đậu biết trong hạt của hoa đậu biết có chứa anh thọ một hợp chất có khả năng làm tử cung co bóp dữ dội chính vì thế phụ nữ đang trong thai kỳ không nên sử dụng quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. ngoài ra cơ thể của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh vẫn còn non yếu chưa hoàn thiện nên không phù hợp để sử dụng loại hoa này kéo sinh tác dụng phụ. Lạm dụng, tinh mù quán vào trà đậu biết khiến bệnh trở nặng. Trên mạng xã hội tràn lan thông tin trà hoa đậu biết có tác dụng tiêu trừ triệt để ung thư, tim mạch, tiểu đường. Điều này khiến không ít người tin tưởng mù quán vào chúng mà từ chối được điều trị theo phát đồ của bác sĩ. Từ đó, bệnh thêm nặng, cơ thể dễ suy kiệt do không được điều trị bệnh trong thời điểm vàng. Những người đang chuẩn bị làm phẫu thuật hoặc dùng thuốc chống đông máu phải hạn chế dùng hoa đậu biết bên cạnh đó những ai có tiền sử huyết áp thấp và đường huyết thấp cũng không nên dùng nhiều đậu biết có các thành phần làm hạ huyết áp và giảm đường huyết gây nên tình trạng choáng và chóng mặt buồn nôn lưu ý cần nhớ khi dùng trà hoa đậu biết lương y đa khoa bùi đắc sáng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam hội đông y hà nội cho biết dù có một vài nghiên cứu nói về tác dụng của hoa đậu biết với làn da và việc điều trị bệnh nhưng không phải vì vậy mà chúng ta tin tưởng mù quáng mà không điều trị theo chẩn đoán của bác sĩ Lương y nhấn mạnh chỉ nên xem trà hoa đậu biết như một thức uống hỗ trợ cải thiện sức khỏe chứ không nên coi là thuốc, có tác dụng chữa bệnh. Không nên vì chủ quan, lạm dụng hoa đậu biết mà để bệnh tình thêm nặng đến mức không thể cứu chữa. Nếu sử dụng thì nên dùng với lượng vừa phải 1 đến 2 ly mỗi ngày, không nên dùng dài ngày, nên mua hoa có nguồn gốc rõ ràng. Đảm bảo an toàn vệ sinh, tránh việc lẫn tạp chất, phơi sấy không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dùng một số thông tin gửi đến bà con và các bạn nếu thấy thông tin hữu ích mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé